기계에 있는 표시가 전 세계 평화를 의미하고 있는 것 같습니다. Theo em thì chiếc máy giúp lan tỏa thông điệp về hòa bình. Khi chúng ta có hòa bình, hy vọng và sự thấu hiểu thì con người sẽ luôn tin tưởng lẫn nhau và giúp nhau tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn. 저는 테콜라에 영어랑 한국어랑 같이 섞인 걸 처음 봐서 너무 놀랬고. I love the design of the can using hyphenation. I'd like to buy the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honeybees and snow white turtle doves. I'd like to teach the world to sing, sing with me. Gắn Coca-Cola này với hai ngôn ngữ, nó giống như một trận giao lưu đặc biệt vậy. And keep it company.